cái đấy chắc cho cái đấy vào sao có vừa. Mà không biết là có kiếm mà còn có rau má mọc cơ. Đây là cái là tôn. Cái ấy dại, cái dọc hay cái ngang. Kìa. Bà cô thuận mày hôm qua bảo chứ, thế hỏi nó bằng kia phải mất 60 triệu.
được chờ bằng quá đâu nhá, bằng quá nó mềm đấy. Bố chắc cũng muốn đi làm ấy. Hèn gì lúc như nào
4 cái rồi. Đây các bạn, đủ cân rồi đấy. Thôi quả này là bây giờ là ăn trực tiếp luôn. Tiếp luôn đúng không? Quả này. Ông ăn quả này, ăn là trước, ăn quả này quả sau được. Yên tâm, con bảo hành ông bê vào nhà đây. Thật bê vào nhà đi. Con bán là uy tín chất lượng nhất khu này. Bê vào nhà hay là ông bê xuống. Tiền tôi giả mật ong cho anh đây. Vâng, đúng vào trong vỏ cháu. Ừ. Đứt đây nhá. Vâng.
Đừng có ném thế nó vỡ hết đi. Chỉ nhiều ra màn luôn. Rồi. Ở ngoài có kìa. Đi. Em. Nhi. Quá rồi. Quá rồi. Quá rồi. Cảm ơn.
Đi em sao đi với bà. Đi. Tiền đây. Đây có tiền mà. Chàng bán ốc. Bác phụ thôi. Tiền một cân đây. Bà không có cân, bà cứ bán túm lấy nhiều thì 10.000. Bao nhiêu tiền một túm? Ừ, bà bán túm to thì 10.000, túm bé thì 5.000. Một túm làm sao mà đủ ăn? Lấy cho hai túm nào. Ừ. Đây, bằng này nhá. Cháu bán nhá. Ừ. Cảm ơn cháu. Mua đi. Ngô không? Cà chua đi cháu. À. Cà chua. Em đi bán cà chua. Bán cà chua đấy. Đấy. À. Ngon thế nhỉ, cà chua ngon thế nhỉ. Ừ, cà chua nhà khách trồng đây. Ây, chẳng phun dạ. Chẳng phun thuốc cái gì đâu. Đây, cháu lấy nhặt đi. Ây dạ ôi. Cà chua nhà trồng ngon thế. Đấy, cà chua nhà trồng mà không em, phun thuốc cái gì đâu. Em bán cà chua á? Em bán cà chua. Ê nhỉ. Thôi. Ôi trời ơi. Đây. Ừ. Bà. Đấy, bà xin. Nhớ. Em mà em bán cà chua. Nhớ. Em bán được nhiều nha, để tiền mua chúa nha. Vâng nhỉ. Em không có tay mồm đâu. Yo. Cảm ơn bà nha nhỉ. Bye nha. Bye đi bye bà. Bye đúng rồi. Em ngoan quá nhỉ. Em bán cà chua nhá. Đây à, bà cháu đi bán. Má ơi, bà bán cà chua à? Ừ. Mua đi cháu, ngon lắm cà chua. Đấy, bà. À, bà bằng này bà lấy 10.000. Không, thế cho cháu lấy hết. Đây bà. Ừ. Ừ bà, cảm ơn nha. Ừ, may quá bán xong. Tí nữa rơi, rơi. Ừ. Vứt đi lên. Đi mới ăn nhanh thế, vừa đút vào mồm không? Đi đi đi. Vé vé. Dế con run nhiều á. Thế là ổi nên cái gì ăn là không phải là quế đâu. Em hẹn bà ơi. Dạ. Ừ. Tối làm chi thế làm gì ăn, bà mệt lắm rồi này. Bà mệt lắm. Bà cho em ăn bà. Em đi gọi ông về, đỡ bà đi. Dắt bà về đi, bà mệt quá rồi. Em chạy về gọi ông đi. Bà mệt quá rồi.
rồi, mệt quá rồi. Thế nào? Bà bị ốm mà, ở đâu? Ở đâu? À thế à, đưa ông đi xem nào. Đâu? Chỗ nào? Đâu? Bà... ở chỗ kia à? Ở chỗ kia à? Đâu xem nào? Ừ, xem nào? Bà đâu? Ồ. Bà thế nào đây? Ừ? Nào chóng mặt quá, không thể đi nhà nữa, mệt quá rồi. Thế bỏ cái ra. Em xách cái này nhá. Em xách cái này. Em. Ấy không, ấy lấy gậy về đây. Còn gậy nữa. Ừ. Ôi. Nào. Ôi trời. Qua lại đây. Quá khổ. Không muốn bước được rồi. Thôi đi thôi. Đây, làm. Đây. Em hỏi bà ốm thế nào? Hỏi đi. Bà ốm thế nào? Là đi vậy. Tôi nằm nghỉ một tí nên nữa là tôi chắc đỡ thôi, trong mặt hoa mắt một tí thôi mà, nằm một tí nên nó đỡ thôi mà. Cái mũi kia thì nước này về bà ốm nửa đường, may còn có người nhìn thấy đấy, may có em đi theo ấy, em đi theo ấy, chạy về bảo ông có là không có bà chết ổ ở đấy, không ai biết đâu nhỉ. Mày em còn về gọi ông chứ, ông mới đón bà chứ. Tí nữa em lại khá pha một cốc em khá uống nhá. Đây này, ông lấy nước. Nhà em ơi. Đây. Nhà bòm. Được rồi, tí kéo tàn đã. Xong mình uống. Thì ta nó uống nha. Đi im ra. Ừ, ăn giờ không đi ăn.
tưởng lắm. Mày mày đúng. Em ở nhà nha, em ở nhà với bà nha, đi ông đi. Cứu á? Tí nữa ông cứu nha. Tí nữa ông ra ông cứu nha. Em ngủ đấy nha, một mình nha. Tối ngủ nha. Được không? Em ở lúc nãy vào theo đâu? Không biết nữa. Đây. Đây. Nè. Ra đi. Ra tắm. Này nắng. Nắng thì lắm rồi. Mày tắm rồi. Mày tắm rồi. Bay được. Bay nè. Nào. Con nè. Dép nè. Nóng không? Nóng không? Nóng không? Nào, từ từ ông múc thêm nước nhá. Được rồi. Tốt một cái rồi. Thôi gội thì gội đi. Ây hờ. Đây là bắt đầu gội cả đầu. Lo cả đầu đã. Này, tí nữa. Nó không đeo, đâu. Dạ.
ông cũng nóng lắm thôi mà. Ừ, tí nữa ông tắm sau. Chưa, ông cái tắm rồi tí nữa mới bắt đầu mới tắm. Chân này, chân này. Chạy nhé mặc áo nữa. Không thì nó lên. Rửa tay cho em mà, em lại té nước thế này. Rửa tay đã nhá, rửa tay lại nhá. Ôi dồi ôi. Thôi. Được chưa? Từ từ ông rửa cho. Đây 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 đây. Con không mở được mắt. Đây 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 đây. Thế cơ. Đấy. Ây da 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 da. Ông ướt hết rồi. Không té nữa nhá. Nhá. Vẫn té. Thôi không 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 cười nữa nhỉ. Đã bảo rồi. Tắm thế thôi. Hả? Bỏ ra viên đá này. Viên đá đâu rồi? Viên đá đâu rồi? Viên đá đâu rồi? Nào thôi được rồi. Cất đi cái này khăn mặt, cất đi. Mai em mà tắm rửa mặt nhá. Cất đi thôi. Cất đi thôi. Đi đây nhá. Đấy. Nào, coi nhá. Con quần đầu con nào ui 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 em mặc quần đi giết em của em đâu rồi nhỉ áo nữa. Đây mà. Xong bên này mà. Ôi trời, ôi trời. Đây. Xem nha. Im. Đi thò cho đây.
nhé. Rau dưa vừa rửa ra. Có rau dưa vừa rửa ra.
Bà thế đứa nào chưa? Thế đứa đỡ là đứa nhiều rồi. Thế thì để ăn cơm đi. Để ăn cơm đi. Đây, em, con bà sẽ ăn cơm đi. Đi à em ơi. Đi em đây. Ê, không được nuốt đấy. Không được ăn ai ăn kia. Không được bỏ cái kia súp lắm. Cái kia. Cái kia đâu mà. Đặt cái nước nha em nhá. Cái bút chì của ai, của ông đấy? Thì của ông đấy. Thằng nào thì cơm đi nhá em ơi. Nó còn đang nhai ông ạ. Đây lau tay này, lau tay này. Không bị xuống đất. Tí là con dùn nó bỏ theo tay lên. Này. Ui trời. Thôi à. Một pha mua phải thử ao bố pháo. Ừ. Bị dẻo hay là hò nhau con này. Em. Cơm em không? Cơm em ơi. Mà ăn gì? No mà không ăn. Ừ.